Xin cảm ơn và kính chào quý vị khán giả đang đến với trang truyền hình địa phương của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chuyên trang số này, mời quý vị khán giả đến với trang truyền hình thành phố Huế. Trước hết như thường lệ là phần điểm những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Nhiều giải pháp đã được thành phố Huế tập trung triển khai nhằm thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới trên địa bàn. Đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế tập trung tuyên truyền, làm tổ công tác giáo dục văn hóa giao thông, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông và ý thức tham gia giao thông cho học sinh. Thưa quý vị, thành phố Huế là một trong ba địa phương trên địa bàn tỉnh có số hộ nghèo, cận nghèo cao, nên việc làm sao để giảm số hộ nghèo xuống mức thấp nhất là vấn đề cấp bách hiện nay. Thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới, thành phố Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp cùng với công tác đào tạo nghề gắn với việc làm bền vững, huy động nguồn lực hỗ trợ nhà ở và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho người nghèo. Mặc dù không phải là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo cao nhất ở khu vực đô thị, nhưng phường Thủy Biều sau thời gian giảm nghèo bền vững hiện vẫn còn 60 hộ nghèo, hộ cận nghèo. Sau nhiều năm từ xã lên phường, bộ mặt đô thị vẫn chưa có sự thay đổi đáng kể. Vì vậy, để giúp hộ nghèo vươn lên thoát nghèo là vấn đề khó khăn của địa phương. Thực tế, hầu hết hộ nghèo thuộc hộ chính sách bảo trợ xã hội, có người ốm đau kéo dài, không có khả năng lao động, nên khó để thoát nghèo. Đây là vấn đề được chính quyền địa phương quan tâm. Trong những năm tới, chúng tôi đang có các phương án để có giảm nghèo một cách bền vững. Các trường hợp, các hộ mà có lao động, chúng tôi tạo điều kiện công ăn việc làm, liên hệ với các đơn vị nhận lao động để giải quyết việc làm cho các hộ này. Thứ hai, các hộ có vườn, thanh tra, các sản xuất nông nghiệp thì chúng tôi sẽ chuyển giao các công nghệ khoa học kỹ thuật và hướng dẫn cho bà con làm ăn trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập trên đơn vị diện tích. Thứ ba, các trường hợp mà đang có cái trong độ tuổi đi học thì chúng tôi sẽ vận động các mạnh thường quân hỗ trợ để cho có điều kiện được học tập và sau khi học tập ra trường thì quay trở lại để giúp đỡ cho gia đình. Với mục tiêu phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn thành phố giảm 331 hộ trong năm 2022 theo phân bổ của Ủy ban dân tỉnh, thành phố đang huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh và cung cấp các dịch vụ xã hội cơ bản như đường giao thông, trường học, cơ sở y tế, hạ tầng tại các xã mới sáp nhập. Trong đó hỗ trợ xây dựng, nhân rộng các mô hình của hội nông dân, hội phụ nữ, dự án giảm nghèo nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ du lịch, tạo sinh kế, việc làm, thu nhập bền vững cho người dân. Chúng tôi đã huy động ở trong cái hội viên của mình đã được là 43 triệu và xoay vòng đã hơn 25 vòng và cái lãi suất thì cũng rất thấp và từ cái nguồn vốn đó thì hội viên của chúng tôi đã dùng cái vốn đó để mua các cái vật liệu để mà sản xuất kinh doanh như là làm hương, mở quán mì hoặc là một số các chỗ là họ làm hương. Với là làm ống mưa thì qua cái mô hình này thì họ cũng đã phát triển được kinh tế và cũng vươn lên thoát nghèo. Hội phụ nữ là cũng là đã ra soát và cũng đã tạo điều kiện cho chị em. Ví dụ giống như những cái vấn đề trên địa bàn là như là cái đề án 939 thì hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thì cũng là vận dụng trên cơ sở đó thì cũng tạo điều kiện cho chị em là có cái nguồn thu nhập hỗ trợ chăn nuôi và những cái mô hình sinh kế của giáo hội cấp trên chỉ đạo thì hội phụ nữ cũng là tiếp tục triển khai nhân rộng trên địa bàn. Trong 29 phường khu vực thành thị của thành phố Huế có 3 phường số hộ nghèo cao, từ 110 đến hơn 122 hộ là Hương Hồ, Hương Sơ và Thuận Lộc. Có 6 phường hộ cận nghèo cao từ hơn 100 đến hơn 190 hộ là An Hòa, Hương Sơ, Phủ Hầu, Phủ Thường, Tây Lộc, Thuận An. Nguyên nhân hộ nghèo, hộ cận nghèo của thành phố cao là do việc sáp nhập một số xã phường ở các địa phương khác vào. Tăng số xã phường của thành phố Huế cũng đồng nghĩa với việc tăng số hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thực tế tìm hiểu tại 7 xã trước đây là khu vực nông thôn mới sáp nhập vào thành phố Huế là Hải Dương, Hưng Phong, Hương Thọ, Phủ Dương, Phủ Mầu, Phủ Thanh và Thủy Bằng. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo vẫn rất cao. Làm sao để giảm dần hộ nghèo, hộ cận nghèo là trăn trở của đội ngũ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền nơi đây. Hương Thọ là một cái xã vùng gò đôi, người dân sống tập trung chủ yếu kinh tế là nhờ rừng, từ khai thác rừng
từ các dịch vụ đi liên quan đến rừng, thì nếu không có tư liệu sản xuất về rừng thì chắc chắn hộ nghèo đó rất là khó, và cái việc làm ở đâu nông thôn là cũng còn gặp khó khăn. Và thời gian tới chúng tôi cũng có thể là suy nghĩ tới cái phương án là dịch vụ ở các cái lăng ở đây có lăng Minh Mạng, lăng Gia Long, rồi điện Hương Chén, chúng tôi cũng suy nghĩ là sẽ định hướng cho một số hộ là có thể trong cái buôn bán dịch vụ có thể là kết hợp với các cái hộ mà buôn bán tại dịch vụ của lăng Minh Mạng chẳng hạn nữa, thì chúng tôi sẽ đưa vào hỗ trợ công an việc làm cho họ, để đó là một trong những phương án chúng tôi cũng đã tính tới. Theo thống kê, thành phố Huế hiện có 2.083 hộ nghèo với 6.210 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 1,62%. 2.766 hộ cận nghèo với 10.028 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,15%. Đây là kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các phường xã trên địa bàn thành phố Huế năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025. Số hộ cận nghèo ở khu vực thành thị cao hơn khu vực nông thôn với 1.572 hộ nghèo, 2.158 hộ cận nghèo. Tuy nhiên, mục tiêu xuyên suốt vẫn là nâng cao hơn nữa về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành và toàn xã hội, nhất là người đứng đầu, về công tác giảm nghèo bền vững. Mục tiêu giảm nghèo là mục tiêu bắt buộc. Và đến nay, thì theo phân bổ của tỉnh, thì thành phố có hơn 2.000 hộ nghèo. Và trong 3 năm, thì thành phố phải giải quyết dứt điểm được hơn 1.200 hộ nghèo, còn lại khoảng hơn 800 trường hợp là chúng đã xác định là hộ nghèo không có cái giải pháp khác thì chúng ta phải chấp nhận. Còn lại trong cái phân bổ của 3 năm thì thành phố cũng đã phân bổ và đặt cục mục tiêu cao nhất là sẽ đưa hơn 1.200 hộ này thoát nghèo trong giai đoạn trước năm 2025. Thời gian tới, thành phố tiếp tục ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo bền vững gắn với lộ trình cụ thể giảm nghèo từng năm và cân đối nguồn kinh phí để thực hiện. Trong đó hướng dẫn cho các địa phương ra soát, thống kê số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng sơ bộ các giải pháp, phương án giảm nghèo đối với từng địa chỉ cụ thể. Thưa quý vị, nhằm đảm bảo tốt tình hình trật tự an toàn giao thông đầu năm học mới, trong đó có việc giảm thiểu các hành vi vi phạm và tai nạn giao thông ở lứa tuổi học đường, Công an toàn tỉnh triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh sinh viên đến trường tháng 9 năm 2022. Bằng nhiều giải pháp khác nhau, trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Huế và các nhà trường đã có nhiều giải pháp nhằm làm tốt công tác giáo dục văn hóa giao thông, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông và ý thức tham gia giao thông cho mỗi học sinh cũng như phụ huynh. Những ngày này, lực lượng tuyên truyền viên của đội cảnh sát giao thông trật tự xã hội Công an thành phố Huế phối hợp với các trường học trên địa bàn thành phố tuyên truyền giáo dục cho học sinh sinh viên pháp luật về an toàn giao thông đường bộ với các nội dung cụ thể như các quy định về tín hiệu giao thông đường bộ, biển báo hiệu giao thông, tín hiệu đèn giao thông, hiệu lệnh và chỉ dẫn của báo hiệu đường bộ, hiệu lệnh của cảnh sát giao thông và các quy định khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện và cách phòng tránh tai nạn giao thông. Thông qua những buổi tuyên truyền như thế này sẽ góp phần hình thành ý thức của học sinh khi tham gia giao thông. Năm học sinh lớp 11 thì việc tuân thủ các luật lệ và an toàn giao thông thì em nghĩ là một điều rất là quan trọng. Thì trong quá trình từ nhà đến trường sẽ trải qua những nhiều cái đoạn đường khá là dài và việc an toàn giao thông sẽ giúp cho em và mọi người xung quanh có một cái chuyến đi thật là an toàn. Thì là em muốn tuyên truyền đến mọi người là luôn là tuân thủ đến luật an toàn giao thông nhiều hơn. Điều cần thiết là mình phải luôn đội mũ bảo hiểm. Dù là mình cũng nên tìm hiểu thêm những cái luật, những cái biển báo. Chúng ta không tuân thủ luật an toàn giao thông thì có thể gây ra tai nạn và tử vong rất nhiều ở Việt Nam. Còn về việc tuyên truyền thì em muốn tuyên truyền mọi người là hãy tham gia an toàn giao thông một cách văn minh và có ý thức. Vì con người chúng ta phải tự biết bảo vệ cho chính mình. Năm học 2022-2023, để đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn, lành mạnh, ngành giáo dục và đào tạo đã xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an toàn giao thông trong ngày khai giảng, cũng như công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật an toàn giao thông đến giáo viên, phụ huynh, học sinh ngay từ đầu năm học mới. Theo đó, yêu cầu các nhà trường tổ chức triển khai cho phụ huynh ký cam kết không giao xe máy cho học sinh khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, và cam kết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy, xe máy điện.
tổ chức 100% học sinh ký cam kết nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực cổng trường, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Đội cảnh sát giao thông bên cạnh công tác xử lý mạnh các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn thành phố Huế, xác định đây là đối tượng mầm non tương lai của đất nước, xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho người dân cũng chính là xây dựng văn hóa tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên. Từ đó, ban chỉ huy đội cảnh sát giao thông trật tự đã tiến hành nghiên cứu đổi mới các phương thức tuyên truyền, nội dung, hình thức nhằm gây tác động mạnh mẽ, lôi cuốn, nâng cao hơn nữa ý thức tham gia giao thông đối với đối tượng học sinh. Công an thành phố Huế cũng chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, tập trung vào các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm trên địa bàn tỉnh. Đơn vị đã huy động tối đa lực lượng tổ tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông đi về các xã, phường, địa phương nơi có các địa điểm có các trường học để tuyên truyền cho cả học sinh trong những ngày đầu năm học mới. Tuy nhiên, để giảm thiểu nguy cơ mất an toàn giao thông trong trường học, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, sự tuyên truyền của nhà trường, trước tiên cả bậc phụ huynh cũng cần gương mẫu chấp hành luật an toàn giao thông nghiêm khắc, không giao hoặc mua xe máy cho con khi con chưa đủ tuổi điều khiển xe, đồng thời giải thích cặn kẽ cho cả con hiểu về những hậu quả sẽ xảy ra nếu điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi. Từ đó giúp các em có nhận thức đúng đắn và sử dụng những phương tiện phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo tuân thủ luật giao thông đường bộ. Phóng sự vừa rồi cũng là phần cuối của chương trình trang truyền hình địa phương tuần này của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website trt.com.vn hoặc fanpage Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình tiếp theo.